chào một ngày hè nóng lực của Hà Nội. Tôi quay một con Amply với cái giá 2,5 triệu, đó là mã Amply Technic, mã là 8044G, 2,5 triệu, hàng bãi bảo hành chất lượng. Trên Amply có chỉnh bát chép, cân loa đầy đủ, lao lớt. Đây nó có cả đường mic, echo chiếc, nhưng nói chung là chỉ ấy thôi, cho nó có, vì nó không phải là Amply karaoke, kiểu mic alo truyền thông thôi. Đánh hai đôi loa AB, nó đánh độc lập thôi nhá, A hoặc B, gọi là main và remote, 2,5 triệu. Đang cắm vào đường AUX. Tôi sẽ mở nhạc mời các bác nghe. Đang AUX, tôi bật vào đây. Nhạc ra đi. Cho em nhiều quá, lỡ một lần say, từ nay xin chối từ phải. Cắm vào AUX. Đặc thù âm đi cổ thì bát chép cực nhạy luôn. Quay qua mặt sau rồi mở nhạc to. Đặc thù nó là cái loại cắm vào xong xoay, nên mình phải cắm chặt vào thì nó mới xoay. Nhiều trường hợp mình cắm lỏng là nó sẽ mất tiếng một vế. 100V 71W, số series là 133, sản xuất tại Nhật, điện 100V. Trở kháng là 6 đến 16 ohm, đánh rất hay luôn. Tôi đang đánh với loa Pioneer Bass 30, Bass 30 này. 2,5 triệu một mẫu âm ly có đèn tia thì chả có con nào bằng. Chuộc lấy, chấp nhận từ đây tình trôi theo tháng ngày. Thôi bây giờ anh xin trả cho em, khăn tay anh còn giữ, em trả cho anh lời đánh đây làm chi. Khách vừa xa có thể đặt cọc tôi 1 triệu, tôi gửi hàng đi qua dịch vụ Viettel, phí vận chuyển người mua chịu. Và tôi bán tại tầng 36 tòa V3 chung cư Văn Phú Victoria, quận Hà Đông. Xin chào các bạn. 2,5 triệu.